Ok, xin mời chúng mình tiếp tục mời quý vị xem tình hình mình. บ่ครับจังឲ្យលោកមន្ត្រីជួយបញ្ជាក់ជាដំបូងទៅលើនយោបាយនៃការឈប់បោកនិងទោសទណ្ឌទៅលើមេត្រានៅក្នុងក្រមប្រំពាត់នេះបាទសូមជួយលោកទីបាទបាទសូមជំនួសនេះអញ្ចឹងតេតតនការឈប់បោកនេះគឺជាសម្រាប់អតេតតជំពោះជាប្រវត្តិដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅរាល់ថ្ងៃនិងអ្វីទៅជាការឈប់បោកហើយអ្វីទៅជាការបំលំនៅក្នុងនេះបើតាមក្រម ព្រមត្តនមេត្រាបីចិត្តពលបានឲ្យយមនីនៃការឆោបបោកគឺអំពើឆោបបោកគឺជាអំពើបន្លំចំពោះរូបវន្តបុគ្គលឬអតិបុគ្គលណាមួយដែលប្រើឈ្មោះខ្លែងដោយអះអាងទៅលើឋានៈខ្លែងដោយរំលោភទៅលើឋានៈពិតប្រាកដឬក៏ដោយប្រើឧបាយកលទុច្ចរិតហើយដូច្នេះបានពីបុគ្គលនេះនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលនេះឬរបស់តតេជនមួយ การประกอบมูลที่ทำลายรอบสมบัติไว้มวยที่การประกอบไว้คือเพื่อการเพื่อหลีกขัดได้มีน้ำลายที่กระตับ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 กระต
có bản tay kiếm nhầm trái chú mũ mũi tiết hả? Ồ, khi em chia tiêu được xa là bỏ nẹ thả nạ đồng nòm nà mũi á. Vâng. Từ chị chê thẳng là lâu nè anh ôi lưu khi nhầm á. Nhầm lần thừa ni thừa nước, đời họp vào nhà anh chê anh cho. Nhưng rồi xanh bà ta sẽ cam kết để khi em phơ bản nâng cứ. Bà này thả nó khổ nông ấy cứ bà này thì em khai nè khổ nông đập bay từ tù bà này. Vâng. Vì cho họ thả chỉ lôi cả chia sẻ và cả cuộc phung nó rứt có. Vì khách chỉ cả tạp cách nhà mùi ở lâu đó là vì khách. Về nhà ban với cái sự tập sinh sinh chuyện này anh ấy rất tham thở anh ấy cứ nó còn nó cứ nhầm trò bảo vậy chúng nói ai tu toàn nó còn nó hoạt mình trò bảo đấy bây giờ ta miệt ra bây chết bẩm bây thì cầm cùng toàn thằng đấy thứ với trò bảo đấy tao làm thì tốt thì cũng mới khai tạo bây chưa làm chẳng nên thì này dịp ra thì một liên tới đào một liên liền ai những tô vẫn tham sinh sinh chuyện chẳng và một cái nhưng mà và thì những ai nhiên những ai chụp nhiên than ngon tha là muốn xây xây chiết để tiếp tiếp quan tới nông bọn mới đi phòng đá bao xong gì tiếp tôi chân đồ cua chưa ai nhẹ nông tập bật nó cứ tập bật từ lên chân đồ cua để tìm muối cứ một con sòi rứa con nhẹ miên cò rứa con nhẹ sòi thì nhà sẽ được miên những người làm bài nó chiết tha là ngon chẳng như tôi thì tí làm sao làm nít cứ nực nóng để tôi tha là ngon đại sao tự lục thứ ban lực lang pin dùng mình lấy nước nông cầm bơm toán mít ra bay rồi chất sập rồng pi đã chạy pi bắt số bao thạch chi ông pơ bần lòm chấm phù rùa vạn mực cồn bàn tay nước nông mít ra bay rồi bắt sập bùn mình còn miên chạy ông pi ông pơ bần lòm nó môi đã lại sền tiệt nước nông lục ra chui ao dùng mình lấy ông pi ông pơ bần lòm nó to toán tha tao vi miên lại cái nào bạn nào đại bạn ba cuốn chấm phù ông pơ bần lòm đi cứ bây giờ từ lấy mơ từ lơ cam kia từ cà rô đâu chẹt ai có chuyện đó thì các đôi chỉ miền trà này còn một cái dây rôm tới bạn đôi chỉ mình đang làm việc cho bạn rồi còn mình đang bị miền trà này để hơi nhiều mình lấy miền cà mình lỏng trong bất dân chi mình sẽ đặt bàn do làm tin nhiều mình lấy miền cà mình lỏng đến diện ai bàn này diện ai đã tổ toàn rồi còn một tay còn ba giờ được thôi cái lô vật mơ lô nó không cả này biết cái gì chúng ai mơ bệnh thai mà tàn tiết chẳng nó không đi ví dụ mình đây này cần mà này ẩm bơ bệnh lo cứ chi ẩm bơ được vào bọc cỏ đài đăng luôn thạc miên là tập thiết hết nâng bằng thay rứ có sầm ra chất mình bằng thay ban đây thạc chăn kẹp bọc cỏ nó cứ cứ như vậy ẩm pi cả bằng thay rứ có mình bằng thay thì ban đây tập bệnh lắm kia thà cho nó lắm rứ bệnh lắm u thò rằng giống lịch vô của bột lưỡi màu chẳng khi ông ta tốt cho họ nên lưỡi bạn đánh một lịch vô của bột lưỡi màu nhưng chỉ lắm tình chẳng dừng vậy thì sao mà cho nó lắm rứ bệnh lắm bệnh rằng hai mươi tiết tệ tôn tới đừng đầm bay ấy ba nên được bệnh lắm cái nữa bạn bệnh lắm nữa mình lắm đầm bay ấy thì mỗi cái thứ ao kia nó tranh thay à hả rứ có lại thế kia nó không phải gì thán chứ không có cái sao là tây tiết thì tí cứ ca tập coi là bệnh tốt tại căn cấp nó không cần thà kia rứ cứ sao là tây tiết không ba nên thà dừng chua cần tốt hay dừng đang là không nên làm cái tiết dừng nào mà tất rứ có mặt hài đó là tây trong cõi anh ấy dừng áp miên lôi bao ngoài kề nó cứ miên đồng hồ này ngày mỗi tiết ca
đất chung ở lời ưu thọ nè nhóm chi làm tạo xì này tạo đào bắt đầu bò chẳng tạo đào là cái tiền lối đã áp luôn lối thọ bản anh nói thằng long nói cứ cái hát thằng bẩn lắm luôn này môi tiết sẽ tôn đừng tôn toàn đây tập tuôn nó không nông bản mới cứ tôn toàn được quát cái tư thì bố quát chia tận nào mà quát nó mình tạt qua được đó cũng không thôn ngô thế cứ đi vào mua ngay tại bảy hai bản chẳng thì này phải bị đập mớm từ hai thập mớm gì là tầm nào thì bản chẳng kẻ tôn đừng bản mình lắm nữa cứ quát mình từ bà này mình trong bên chết là cảm hôn rồi đó cũng chẳng tôn toàn để quát mua bán cứ ក៏ប្រតិកម្មនឹងដែរបាទបាទបាទដូចលោកមេធាវីបានលើកឡើងមុននេះហើយដែលសារតែបត់ទាំងពីរនេះហើយថាជាបត់ដែលមិនសូវមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទេជាទូទៅវាជាប្រវត្តិនៅតាមសង្គមករណីបាទនេះក៏មានកើតឡើងច្រើនផងដែរដែលជាប្រខ្លះក៏មិនដឹងថាគាត់នឹងបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នៅក្នុងក្រមប្រមត្តនដែរមិនសូវមានការលើកយកមកជជែកគ្នាច្រើនបាទឥឡូវលោកមេធាវីអាចជួយបាទ ยงเตอยงเมอยงใจมีนตามสาปอมีนมวยจํานวนนั้นគាត់ទៅជ្រៀងកាឡាអូខេយ៉ាងទៅគ្រឹកទៅព្រេងអញ្ចឹងគ្នាបួនដប់នាក់អញ្ចឹងតែចាប់គាត់ចេញម្នាក់ម្ដងគាត់ចេញទៅបាត់មួយចាប់ម្នាក់គេរៀបចេញទៅដែរអញ្ចឹងមកម្ចាស់គេចាប់បានអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយទី បាទបាទបាទលោកមន្ត្រីយើងសូមជាសំណួរចុងក្រោយតែម្ដងដែលសារតែលោកមន្ត្រីបានបកស្រាយច្បាស់ហើយតើតោងជាមួយនឹងនិយមន័យក៏ដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅលើទោះទណ្ឌនឹងលោកអនុវិអាចជួយបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នាក៏ដូចជាការបែងចែកអំពីបទអំពើឆោបបោកនិងអំពើបន្លំនឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាដែរលោកមន្ត្រីក៏មានការផ្ន់ច្រឡំទៅលើបទទាំងពីរនៅសារតែក្នុងនិយមន័យរបស់ឆោបបោកនឹងមានការឲ្យនិយមន័យថាជាអំពើបន្លំ បាទបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលនៅក្នុងវិតានបាទជាបន្ថែមទៀតបាទន័យថាគឺចេតនារបស់បុគ្គលដែលធ្វើនៅក្នុងករណីឆោបបោកទៅដើម្បីបានជាមូលនិធិដើម្បីបានជាតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិការផ្ដល់សេវាឬក៏ជាលិខិតកាតព្វកិច្ចណាមួយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាវា ដែលបានន័យថាជាផលប្រយោជន៍ជាលុយកាក់ឬជាកាតព្វកិច្ចជាសិទ្ធិអីផ្សេងៗបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងបទបំណងនេះគឺគាត់បំណងនៅក្នុងតែតម្លៃផលតបស្នងរបស់គាត់មានតែការផ្ដល់សេវាបាទនៃការហាហូបចុកឬក៏ការស្នាក់នៅតែប៉ុណ្ណោះទេបាទអញ្ចឹងគឺវាខុសគ្នាតើវិធីសំដែលទទួលបានគេស្នាក់តែមកនេះគឺមានតែការហូបអាហារការជិះឡានការស្នាក់នៅគាត់ទៅទាំងខ្លួនឯងដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពបាទ បាទគាត់ឡប់ទៀតតាមដើមតែម្ដងគាត់ប៉ុន្តែគាត់បំលំគេដើម្បីឲ្យគេផ្ដល់នៅអវ័យមកឲ្យគាត់ប៉ុន្តែយើងមើលតែបើមិនសោះបោកគឺគាត់នឹងតែគាត់អនុវត្តពីមួយផងទេគាត់ប៉ុន្តែគាត់ជឿយើងមិនឲ្យបានផលនឹងមកជាតម្លៃជាសេវាជាលុយកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ថាជាមូលនិធិជាមូលនិធិគឺលុយតម្លៃ ក៏សម្បត្តិណាមួយអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់នោះគឺវាខុសគ្នាទាំងទាំងនេះតែប្រកាសមកគឺដែលគាត់ធ្វើទៅទីអត់ស្អុយទៅជឿឬគ្នាបាទបាទបាទបើដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ហើយក៏សូមអរគុណលោកមន្ត្រីម្ដងទៀតសម្រាប់ឱកាសចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុយោនៅក្នុងនាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់នេះសប្ដាហ៍នេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមន្ត្រីបាទបាទ